Ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và đang điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn thành phố Long Khánh. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn tiêu chảy do ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì B, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 15 đến 19 giờ ngày 30 tháng 4. Nhiều người đã tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không khỏi nên phải nhập viện điều trị. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột. Tính đến rạng sáng ngày 2 tháng 5, trong số khoảng 250 bệnh nhân, có gần 200 bệnh nhân vẫn đang điều trị, 52 người được xuất viện và có 2 trường hợp phải chuyển viện. Đa số bệnh nhân điều trị tại bệnh viện có sức khỏe ổn định, giảm dần các triệu chứng nghi ngộ độc. Hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục nhận thêm bệnh nhân nhập viện điều trị. Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố Long Khánh đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, đồng thời kiểm tra cơ sở bánh mì B. Kết quả kiểm tra, cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 2 tháng 5, kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Sau khi nghe trình bày các tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, ngày 2 và 3 tháng 5, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an đã thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ không bao giờ quên. Tới sự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa nhân dân tối cao, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Điện Biên Phủ không bao giờ quên gồm hai phần. Phần 1 chiến thắng tái hiện lại không khí chiến thắng của quân và dân ta. Phần 2 hồi tưởng. Trong phần này thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp về Điện Biên Phủ, biểu tượng của một đất nước Việt Nam độc lập, làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới. Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, ekip thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc cùng với diễn xuất của diễn viên, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm về một Điện Biên Phủ không bao giờ quên. Chương trình sẽ được diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm. Hôm nay tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Nga, Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan đã tổ chức cuộc họp báo chung nhân kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít, ngày 9 tháng 5 năm 1945, ngày 9 tháng 5 năm 2024, cũng như gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Tại cuộc họp báo sáng mùng 2 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 79 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 49 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Bezhesko nhấn mạnh sự tương đồng giữa cuộc chiến chống phát xít của Liên Xô cũng như cuộc chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những gian khổ và hy sinh to lớn đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng mình khỏi ách đô hộ, là tấm gương cho nhiều nước châu Á và châu Phi khác trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân.
ký ức về những thời kỳ gian khó ở Nga và Việt Nam có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên. Đại sứ Nga cũng gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của tình nguyện viên Việt Nam, những người đã chiến đấu cùng Hồng quân trong cuộc chiến ở Moscow và bày tỏ lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ 74 năm qua sẽ giúp mối quan hệ song phương Việt Nam-Nga phát triển sắt son và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai. Cũng trong buổi họp báo, đại sứ các nước Belarus, Azerbaijan và Kazakhstan gửi lời chúc mừng tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 49 năm ngày thống nhất đất nước. Thưa quý vị, theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, tỉnh đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh thu hút gần 93.000 lượt khách quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Australia. Vịnh Hạ Long và thành phố Móng Cái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong những ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, tình hình an ninh trật tự ổn định, an toàn thực phẩm được bảo đảm, để lại thiện cảm trong lòng du khách. Năm 2024, tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút trên 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Tỉnh đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, thực hiện xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch. Cũng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Hải Phòng đã đón hơn 620.000 lượt khách, trong đó có 18.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu trong 5 ngày ước đạt 520 tỷ đồng. Tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo đều rất đông khách. Các địa phương đã kịp thời đưa vào nhiều hoạt động du lịch cao cấp mới như khách sạn 5 sao, công viên nước thủy tinh, công viên ánh sáng. Sự năng động trong hoạt động du lịch của Cát Bà và Đồ Sơn vào thời điểm đầu mùa du lịch thực sự là điểm nhấn, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển du lịch của thành phố. Trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, Đắk Lắk đã đón khoảng 125.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có 123.500 lượt khách nội địa và hơn 1.500 lượt khách quốc tế. Trong tổng số hơn 125.000 lượt khách tới Đắk Lắk trong những ngày nghỉ lễ, có khoảng 57.500 lượt khách lưu trú. Đặc biệt, tỷ lệ khách lưu trú là người nước ngoài tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch của Đắk Lắk dịp này đạt khoảng 62,5 tỷ đồng. Thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã lựa chọn các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vốn là những thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk. Địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và các chương trình nghệ thuật để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp để xử lý nhưng vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm liên quan đến xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tuyến cố định. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ và chia sẻ cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được kỳ vọng là giải pháp để góp phần tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình vận tải. Cùng tìm hiểu của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Bất kỳ ai khi có nhu cầu di chuyển theo một lộ trình cố định, chỉ cần vào mạng là có thể tìm thấy hàng loạt nhà xe, giá cả được niêm yết công khai. Điều này là vi phạm quy định bởi xe hợp đồng không được phép bán vé đơn lẻ cho hành khách. Thế nhưng dù cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thường xuyên tăng cường kiểm tra, nhưng để xử lý vi phạm cũng không đơn giản. Mặc dù biết là nhà xe có sử dụng hoạt động trá hình, nhưng bắt buộc chúng tôi phải ghi hình được các cái hoạt động đón trả khách tại những nơi không quy định trên hợp đồng hoặc tại những nơi cấm dừng cấm đỗ, thì lúc đó mới có thể xử lý được cái hành vi sử dụng xe trá hình hoạt động vận chuyển hành khách. Trước thực tế đó, cảnh sát giao thông đã tổ chức đội hóa trang tuần lưu trên các tuyến đường sử dụng thiết bị để ghi hình làm căn cứ xử phạt. Thế nhưng sau một thời gian triển khai, các nhà xe đã tìm ra cách để trốn tránh. Hoạt động đón trả khách chỉ diễn ra tại các tuyến đường nhỏ hoặc trong các đô thị, những địa bàn ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát giao thông hay thanh tra giao thông. Hiện tại hệ thống thu phí iPad tự động, hệ thống quản lý GPS chúng ta bây giờ đang làm rất tốt cái hoạt động của lộ trình của phương tiện. Rất là rõ ràng, minh bạch và công khai. Khi chúng ta sử dụng thì cái việc mà nói thất thoát thuế và trốn thuế đối với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách, chúng ta sẽ triệt tiêu được hoàn toàn phần đó. Hiện việc chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để tính thuế đã được triển khai. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã xây dựng quy chế phối hợp, trong đó quy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của địa phương khi để xảy ra tình trạng xe hợp đồng đón trả khách sai quy định trên địa bàn. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý hoạt động của loại hình xe hợp đồng, từ đó góp phần giải quyết tình trạng xe hợp đồng hoạt động trá hình như xe khách tồn tại từ lâu nay.
Thưa quý vị, hôm qua là ngày cuối cùng và cũng là ngày cao điểm đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong ngày này có 16 khung giờ cao điểm khách nội địa đến Nội Bài, với các khung giờ cao điểm được phân bố đều từ 6 giờ đến 23 giờ. Khung giờ cao điểm khách đi nội địa với hơn 2.000 lượt khách một giờ, cùng với đó là 16 khung giờ cao điểm khách đến nội địa dài đều từ 6 đến 23 giờ cùng ngày với hơn 2.000 lượt khách trên một giờ cao điểm, trong đó 5 khung giờ có hơn 3.000 khách trên một giờ cao điểm. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày cao điểm mùng 1 tháng 5 có 740 chuyến bay với sản lượng hành khách dự kiến 125.000 hành khách. Gần đây, công trình kè chống sói lở bờ sông Tiền giai đoạn 1 thuộc ấp An Thạnh, xã Mỹ Hưng B, xã An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sự cố sụp dọ đá dưới nước, ăn sâu vào chân kè, gây sụt lún phần mái kè, khiến cho người dân địa phương rất lo lắng về tuổi thọ của công trình với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng này. Công trình kè xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Tiền khu vực xã Mỹ An Hưng B có chiều dài 1.120m, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, tổng kinh phí đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Gần đây sự cố bờ kè Mỹ An Hưng B này bị sụt lún nghiêm trọng, gây bất an cho người dân. Bờ kè này nước vừa dòng đó là nước khoảng 1-2 giờ trưa đó. Là nó làm rớp làm cái hiện cái đi ra còn hơn là tàu mà đưa ra ngoài nữa. Thấy chiếc ghe này đứt dây hết trơn nè, ghe xuồng chìm hết. Dưới cái chỗ cái ghe tôi hiện bây giờ là nó bọng khoảng vô còn khoảng chừng một thước, thước mấy là nó mới ấy nữa, mới cọ mới đụng đất. Sự cố nói trên đã làm sụt lún dưới máy kè Mỹ An Hưng B một đoạn dài khoảng 24 mét. Nhằm khắc phục tạm thời sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến phần thảm đá hiện hữu, đơn vị chức năng đã triển khai công tác khắc phục tạm thời tại khu vực sụt lún. Sở Nông nghiệp Phát triển Thôn đã phối hợp với ban quản lý dự án các công trình ngành nông nghiệp phát triển thôn và địa phương thì cũng và đơn vị tư vấn thiết kế trước đây thì đã khảo sát và cũng đưa ra cái giải pháp thì ban quản lý dự án công trình ngành nông nghiệp phát triển thôn cũng đã huy động với các cái nguồn lực để xử lý cái khắc phục kịp thời. Cái sự cố sụt lún gây ra. Qua khảo sát và đánh giá nguyên nhân sụt lún kè Mỹ An Hưng B của cơ quan chuyên môn, ngoài tác động của dòng chảy từ sông Hồ Cứ đổ trực tiếp vào chân kè, công trình chưa được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, thì còn có nguyên nhân quan trọng là các ghe cào đánh bắt thủy sản thường xuyên hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình kè. Các cái ghe cào mà có công suất lớn thì cào sát ở chân kè thì nó sẽ kéo bong cái nắp thảm lên. Thì trong quá trình bong lớp thảm thì khi mà nó hoạt động liên tục một thời gian thì các cái đá mà nằm ở trong cái thảm á thì nó sẽ bị trôi, nó sẽ bị văng ra thì nó phải trôi đi cái nơi khác. Từ khi đưa vào sử dụng, kè Mỹ An Hưng B đã ngăn chặn sạt lở, giúp ổn định đời sống người dân, bảo vệ tuyến đường DT848, tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Được biết, kè Mỹ An Hưng B đã được lắp đặt thí điểm 25 camera giám sát, 3 phao phân luồng và 2 biển báo để bảo vệ công trình. Tuy nhiên, các hạng mục này chưa phát huy tối đa hiệu quả, ghe cào vẫn thường xuyên hoạt động gần chân kè, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình. Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp gỡ tuyên truyền vận động phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các đơn vị phối hợp đã tuyên truyền cho hơn 150 ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên và các doanh nghiệp thu mua hải sản trên địa bàn các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây là nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi để góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp. Cũng trong dịp này, Vùng Cảnh sát Biển 2 đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng hàng trăm lá cờ Tổ quốc và nhiều tài liệu tuyên truyền cho các ngư dân. Thưa quý vị, cây chuối giờ đây đã là một trong những cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao. Ngoài sản phẩm chính là lấy quả phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, trong những năm gần đây, bà con nông dân còn phát triển thêm các sản phẩm phụ từ cây chuối như bột chuối cho người ăn chay, sợi chuối làm đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều sản phẩm đặc thù khác. Ghi nhận tại vùng trồng chuối của bà con ngoại thành Hà Nội.
Đây là vùng trồng chuối của bà con thuộc huyện Mê Linh và Đan Phượng, ngoại thành thành phố Hà Nội. Khu vực trồng là dải đất phù sa màu mỡ ven sông Hồng, được đánh giá là rất phù hợp cho cây chuối sinh trưởng và phát triển. Để đưa ra một cái mô hình cải tạo cái nơi đất đó, nên là cái vất vả nhất là cái khởi đầu để tìm được cái nơi đất để hợp mấy cái thổ nhưỡng trồng chuối. Cái thứ hai nữa là phải có kiến thức để mình trồng cây chuối nó ngay từ khởi đầu. Nếu mà trồng sai cái kỹ thuật thì nó sẽ tiếp diễn nhau cả nhiều năm sau. Từ những ngày đầu tháng 4 đến nay cũng là mùa cao điểm thu hoạch của bà con trồng chuối nơi đây. Chuối sau khi được cắt và phân loại, những buồng chuối đẹp đều quả sẽ được tách thành từng nải, đóng gói để phục vụ xuất khẩu. Đây là thu hoạch trong vòng 4 tháng. Chuối như thu hoạch như mùa này là quả rất là đạt. Là mỗi ngày là làm những xe từ 11 tấn trở lên. Những buồng chuối xanh có quả không đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sẽ được sử dụng để sản xuất làm bột chuối. Và một trong những sản phẩm khá độc đáo từ cây chuối đó là rượu chuối, được tận dụng từ những quả chín cây trong quá trình trồng và chăm sóc. Thì năm trước tôi thử nghiệm, cũng đã uống ít thì thấy nó cũng có hiệu quả. Đấy, uống thấy nó cũng hợp lý thì năm nay thì cũng mạnh dạn là nấu thu mua về gom về để nấu. Nhưng độc đáo hơn cả, phải kể đến là sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ sợi cây chuối. Các sản phẩm như mũ nón, túi sách từ sợi chuối hiện cũng được người tiêu dùng tại nhiều nước ưa chuộng vì tính thân thiện với môi trường. Như vậy, việc phát triển các sản phẩm từ cây chuối được đánh giá cao về tính bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cơ bản được bảo đảm. Tại các tuyến cao tốc không ghi nhận tình hình giao thông phức tạp hay ùn tắc kéo dài. Và để có được kết quả này, phải kể đến sự đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông, ứng trực 100% quân số, phân luồng điều tiết, giúp đỡ người dân, ngay kể cả khi thời tiết cao điểm nắng nóng. Những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc trong những ngày vừa qua đã tạo được sự ấn tượng trong lòng nhân dân. 5 ngày nghỉ lễ, ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn hướng dẫn phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn sẵn sàng ứng trực giúp đỡ người dân trên đường đi nghỉ lễ trong nhiều tình huống. Thông qua tổng đài tiếp nhận thông tin, người dân phản ánh về tình hình tai nạn giao thông, sự cố trên các tuyến cao tốc, các đơn vị của Cục Cảnh sát Giao thông kịp thời nắm bắt và có mặt để hỗ trợ nhân dân. Chúng tôi đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ về cái quyết tâm về thực hiện tốt cái nhiệm vụ cái lãnh đạo bộ giao cho với mục tiêu là đảm bảo cho an toàn cho nhân dân đi lại được an toàn. Mặc dù thời tiết những cái ngày lễ có những hôm với nhiệt độ rất là nắng nóng, chúng tôi cũng quyết tâm đôn đốc anh em cũng như động viên anh em thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, không bỏ trống địa bàn, kịp thời giúp đỡ những người tham gia giao thông khi mà gặp sự cố trên đường cao tốc, giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến. Tại các cửa ngõ ra vào thủ đô Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bố trí cán bộ chiến sĩ tổ chức phát nước suối miễn phí, hỗ trợ bà con tại các điểm dừng đèn đỏ. Thì đội cũng chủ động để phát nước cho người dân đi lại để tạo kiện cho sức khỏe tốt nhất cho người dân. Các hành động đẹp thiết thực giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong những ngày nghỉ lễ đã thể hiện tinh thần đâu cần cảnh sát giao thông có, đâu khó có cảnh sát giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông mong muốn không chỉ trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này mà cả những ngày thường, nếu người dân gặp sự cố cần được hỗ trợ, có thể liên hệ đường dây nóng của Tổng đài tiếp nhận tin tức giao thông 1900 8099 để được giúp đỡ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.